Xin chào anh em Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em ép một chữ vào một cái hình Thì mình sẽ làm cái trái này với cái ly này Thì anh em có thể đưa vào bất cứ hình dạng nào ngay Rồi bây giờ mình sẽ làm cái trái này trước đi Bàn cái chuột phải chọn Ungroup Bỏ bớt cái này Rồi cái chuột phải tiếp Ungroup Cái nắp này mình ẩn nó đi nha Hai Selection control 3 này. Nhưng cái thứ thứ nên mình bỏ đi. Rồi tất cả hiện nay này. Mình sẽ han lại bàn vào window Pathfinder. Rồi bàn han lại nha, đây. Tôi màu gì bất kỳ. Bây giờ mình sẽ chia từng khúc này. Thì trước khi mà chia từng khúc á Mình sẽ đánh những cái chữ này ra này Để mình nhét vào trong này Mình tạo thành cái hình Thì cách đánh chữ như sau Anh em nhận chữ T này Anh em có thể đánh bất kỳ chữ gì nha Mình thích bia Và kích vào Chọn cho mình chữ bia này Rồi bạn bôi Ở trên này Thì bạn chọn cho mình là phong chữ Phong nào được hết tuyên à, tuyên em mình cho cánh dừa này sau đó bạn cứ đánh chữ ra rồi bạn đánh chữ sài gòn chẳng hạn đó thì bạn tăng sai giảm sai nhưng cả này chắc bạn biết rồi cho nó bằng nhau như thế này đó như thế này được chưa tăng sai và giảm sai thôi thay gửi. đó khi ban viết việc xong hết tất cả rồi ban chọn này thai create outline ship control all để biến chữ thân hình đó cái chuột phải ban chọn ứng rút ban control g ban rút tương cải lại và ban tối màu được chưa thì cái này dễ mà mấy cái này anh em chắc biết rồi đó thì đó là cách viết chữ thì bạn có thể viết tên bạn tên người yếu của bạn như đó ngay bán về một trái tim ra, bán chia đôi ra. Một bên này là tên của bán, một bên này là tên người yêu bán. Rồi. Thì cái này mình coi mấy chữ. 1 2 3 4 5 6 7 thì mình làm sao chia được 7 phần. mình sẽ vẽ alpha. Mình cắt ra giữa này. phần dưới này. Phần dưới này. mình tăng lên tí 1, 2, 1 thôi. Rồi hai đi. Được chưa? Mình kéo lên đây một đoàn. Mình làm đều quả nó không đẹp. Mình cứ làm cho chỗ thưa, chỗ dày là ok. Chỗ này thưa ra tí. Rồi à, chỗ này... Giữa Internet bán nha. bạn kéo lên giữa ship Internet này. Để vừa copy mà vừa thẳng hàng. Thì bây giờ này, phần ở trên này với dưới này mình cho một xanh Giờ mình sẽ chọn tất cả này. Mình chọn Object, Path, Aura Stroke. Mình sẽ chuyển đưa Stroke này thành Fill. Sau khi mình chuyển thành Fill, mình vào Pathfinder và mình hàn nó lại bằng công cụ đầu tiên Unite. Bây giờ mình hàn xong rồi, mình chọn thêm màu đỏ. Mình sẽ cắt nó đi, thằng trên cắt thằng dưới. Đó, thì mình sẽ cho thằng này màu xanh này đó vào thằng màu xanh cho có đầu đuôi còn phần giữa này mình sẽ à, đưa chữ vào thì mình sẽ cái chuột phải mình rút cái này ra cái trái này ra để cho nó ra từng phần bây giờ mình sẽ chữ bia này đi đúng với cái hình trong này mình chọn chữ bia nè và chọn thêm cái hình này mình vào object envelope distort make with top object phim tắt của nó là internet control c thì chút xíu mình sẽ sử dụng phim tắt này nha anh em nhớ này internet control c cho nó sẽ từ nhảy vào thì à, mình cho chữ hai cái năm trên này nhá vì chữ này nó dài này đó internet control c um, thay G hả thay G sẽ năm năm đây đi Huda, Special Sayon chữ này lên đây coi đó um, Special 3 chữ mà hai phần Vậy bây giờ mình sẽ chia đây thêm một cái này coi hai cái này ứng rút ra này rồi chữ huda cho nó vào đây à chữ peso năm rưỡi coi Rồi, thì hiện tại mình có chữ như thế này đó bây giờ mình muốn đẹp hơn đó, thì mình lấy cái đường viên này này mình đưa vào Bây giờ mình thử bỏ cái viên này coi nó đẹp không nha Bỏ bên này nó xấu Rồi Bây giờ mình làm thêm cái lý nữa coi Ok Bây giờ này Rồi ứng rút bỏ cái này đi à, cái này ứng rút luôn à, mình ấn nó đi nha Rồi Phần nào thưa bỏ đi Rồi bây giờ mình thấy này Đối với hình này á Thì hình này mình sẽ vẽ theo những cái đường này này mình về theo ý thích mình nha Bây giờ mình xem được mấy phần rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thôi Mình làm 6 được rồi nha Ok Mình sẽ xử lý nó Bây giờ mình muốn cắt từng phân ra Thì những cái đường ở dưới này Mình cho lớn lên tí Cho nó thừa ra Cho màu khác cho mình dễ phân biệt này Rồi Những cái đường này xong rồi á Mình cho nó là 2 luôn đi 2 thì bự quá không Chắc được rồi 2 này và mình cho mấy cái đường ở dưỡng này path out đã sẽ khối này vậy thành phiêu sau đó mình hàn lại y chang vậy và mình sẽ cắt màu xanh này đó thì mình ra được từng phân như thế này Hình như màu này mình thấy hơi khó coi không mình cho qua màu màu gì à màu này đi, đúng không Thì đó bạn thấy này mình cũng có từng phân rồi mình sẽ ứng uh, giúp nó ra và mình sẽ đưa vào ý trang hồi này cái này nằm dọc thì mình sẽ cho cái này dọc như thế này đó vô chữ bia vô đây nghe thì chữ bia vô đây mình nhắc lại này mình sẽ vào object này envelope đi này bắt with top object này ăn tên c đó nó vào rồi rồi special Sài Gòn, Sài Gòn mình xoay lại cho vô đây đi. Đó. Ừm. Um. Heineken vào đây. Dọc lại chứ. Mình sẽ uh, loại bỏ những cái hình dưới đi nha. Thấy nó rỗi quá. do mình làm không có sự chuẩn bị thành ra nó hơi thủ công tí hôm nay mới đi chích vaccine về không biết tội sốt không bây giờ làm đài ấy. đó uhm, cái này nằm trên này đó thì uh, trừ thay gơ thay gơ mình xoay lại đi À, ok không? Hai mình bấm màu vàng luôn coi. Cũng được ha. Ok, cũng đẹp nữa. Thì bài hôm nay mình hướng dẫn anh em kết ép cái chữ vào trong một hình như thế này. Đó, Thì bây giờ anh em có thể là tạo bất cứ hình nào anh em muốn. Anh em cứ tạo một cái khung hình rồi đưa chữ vào là xong. Rồi, anh em nhớ like xe. Tao tương tác cho video và nhớ giới thiệu cho anh em đăng ký kênh ủng hộ mình xin cảm ơn anh em